Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin doanh nghiệp doanh nhân của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay sẽ có những thông tin chính đáng chú ý sau. Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp. Huyện Triệu Sơn quan tâm thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ ban hành nghị quyết số 45 về chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của chương trình phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp, trong đó có 60.000 đến 70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, hình thành và phát triển nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh trong khu vực kinh tế tư nhân, phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP để đến năm 2025 đạt khoảng 55%, đến năm 2030 khoảng 60-65% GDP, năng suất lao động tăng khoảng 5% một năm, hàng năm khoảng 35-40% doanh nghiệp tư nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khu vực tư nhân so với nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN. Nhiều doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Dự báo về tình hình kinh tế thế giới và trong nước quý 2 năm 2023, Bộ Công Thương cho biết kinh tế toàn cầu vẫn đang ở giai đoạn khó khăn, hồi phục chậm, nhu cầu tiêu thụ giảm, dẫn tới việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp cả nước vẫn còn nhiều khó khăn. Theo Bộ Công Thương, hiện nay nhu cầu tiêu dùng tiếp tục giảm tại các quốc gia trên thế giới, trong đó có khu vực châu Âu, châu Mỹ. Bên cạnh đó, các thị trường xuất khẩu chính yếu của Việt Nam ngày càng quan tâm đến vấn đề an toàn cho người tiêu dùng, dựng lên những tiêu chuẩn mới, hàng rào kỹ thuật mới, buộc các doanh nghiệp sản xuất phải cập nhật, thích ứng để thỏa mãn yêu cầu thị trường, duy trì đơn hàng xuất khẩu. Trước đó, số liệu thống kê cho thấy, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 năm 2023 của Việt Nam đạt 154,27 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu giảm 11,9%. Trước những dự báo khó khăn về thị trường, với vai trò quản lý về xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đang triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ngành hàng, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tăng cường chuyển đổi số trong công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ CO ưu đãi, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các cam kết trong các hiệp định thương mại tự do. Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2023 theo hai phương án. Cụ thể, vụ Chính sách thuế đề xuất phương án 1 giảm 2% mức thuế xuất giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất 10%. Phương án 2 giảm 2% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như đã áp dụng trong năm 2022 theo Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thời gian thực hiện dự kiến từ mùng 1 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Trước đó, theo Bộ Tài chính, tổng số thuế miễn giảm năm 2022 theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội khoảng 50,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất, thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% khoảng 38,9 ngàn tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp. Đến nay, nhiều dự án đầu tư vào địa bàn huyện đã và đang sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tại địa phương. Nhà máy may mặc xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn S&D Thanh Hóa là một trong những dự án đầu tư lớn đang hoạt động trên địa bàn huyện Triệu Sơn, giải quyết việc làm ổn định cho hơn 500 lao động địa phương. Đại diện doanh nghiệp cho biết, chính quyền địa phương luôn quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là trong giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh, thuê đất xây dựng nhà xưởng, tuyển dụng lao động. Đây cũng là điều kiện tốt để đơn vị tiếp tục làm các thủ tục đầu tư giai đoạn 2, mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm cho hơn 1.000 lao động. Chúng tôi là một nhà đầu tư thì tất nhiên là cũng đã tham gia đầu tư trên đất Thanh Hóa khoảng 10 năm rồi. Nhưng 2 năm trở lại đây thì bắt đầu mới về với Triệu Sơn thì bản thân chúng tôi cũng đánh giá là với Triệu Sơn là một cái đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước rất là năng động và đã chuyển đổi kịp thời để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp.
Để đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, Triệu Sơn đã công khai các quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng vùng của huyện đến năm 2045, làm căn cứ kêu gọi xúc tiến đầu tư. Bên cạnh đó, huyện đưa ra nhiều giải pháp để thực hiện đồng bộ hai khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, huy động nguồn lực xây dựng, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp mới thành lập trong việc đăng ký lao động, nộp thuế, các văn bản pháp luật mới của nhà nước. Nhờ vậy, đến nay, toàn huyện Triệu Sơn đã có gần 600 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động. Riêng năm 2022, toàn huyện đã thành lập mới 118 doanh nghiệp, vượt 68,6% kế hoạch tỉnh giao. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện đạt trên 10.746 tỷ đồng, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ đạt trên 8.232 tỷ đồng, huy động vốn đầu tư phát triển đạt gần 5.000 tỷ đồng. Hàng tháng thì Ủy ban nhân dân huyện là tổ chức là tiếp định kỳ các doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc và luôn luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực là liên quan đến nguồn vốn ngân sách địa phương, tạo cho doanh nghiệp có công ăn việc làm. Xác định Triệu Sơn muốn phát triển được thì động lực cho phát triển là doanh nghiệp. Chính vì vậy cho nên là cả cái hệ thống chính trị của Triệu Sơn quan tâm cải cách các cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện duy trì cái việc gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quan điểm của huyện là nếu doanh nghiệp nào có đề nghị vướng mắc thì sẽ gặp gỡ và giải quyết tháo gỡ ngay. Huyện Triệu Sơn phấn đấu giai đoạn 2021-2025 thành lập mới từ 300 doanh nghiệp trở lên. Đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện đạt trên 17.457 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 25.000 lao động. Với chủ trương đón nhận tất cả các dự án đầu tư vào địa bàn theo hướng phát triển bền vững, Triệu Sơn xác định ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo, sử dụng nhiều lao động, các dự án đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Ngay trong tháng 5 tới đây, huyện sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, kêu gọi các doanh nhân là con em Triệu Sơn, Thanh Hóa về đầu tư tại quê hương. Cấp ủy, chính quyền địa phương cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh, qua đó tạo động lực mới để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy nhu cầu sử dụng các sản phẩm cửa nhôm trong xây dựng tăng cao, năm 2025, anh Phí Văn Minh đã mạnh dạn đầu tư xưởng sản xuất, thành lập công ty cổ phần đầu tư cửa Đông Á. Qua hơn 8 năm đi vào hoạt động, đơn vị đã từng bước khẳng định vị trí trong ngành sản xuất cửa tại Thanh Hóa, góp phần tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Doanh nhân Phí Văn Minh chia sẻ, thời điểm năm 2015, nhu cầu sử dụng các sản phẩm cửa nhôm trong xây dựng nhà cửa của người dân địa phương rất lớn. Tuy nhiên các sản phẩm phần lớn nhập khẩu hoặc phải vận chuyển tới các thành phố lớn về nên giá thành cao. Nắm bắt tình hình này, anh quyết định mở xưởng sản xuất, gia công lắp ráp các sản phẩm cửa nhôm kính. Quá trình làm, anh chú trọng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật mới, lựa chọn nguyên liệu từ các thương hiệu uy tín trong nước, đồng thời quan tâm đào tạo, sử dụng đội ngũ công nhân có tay nghề cao, giám sát từng công trình để đảm bảo tiến độ và thiết kế mà khách yêu cầu. Cái sản phẩm của bên anh Minh đó, bên Đông Á đưa ra thì mình rất hài lòng về chất lượng sản phẩm như thế. Về cái quy trình làm việc, chuẩn chỉnh thời gian và về cái cách làm việc của bên các đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình. Từng bước tiếp cận khách hàng, làm từ quy mô nhỏ và nâng cấp dần lên. Đến nay, công ty cổ phần đầu tư cửa Đông Á do anh Phí Văn Minh làm tổng giám đốc đã cung cấp ra thị trường hàng nghìn sản phẩm cửa nhôm cao cấp, cửa thủy lực, cửa cuốn và các sản phẩm kính. Doanh nghiệp đang góp phần tạo việc làm ổn định cho hơn 30 lao động địa phương. Hiện tại thì do những nhu cầu của người sử dụng đang rất càng ngày càng nâng cao, do đó chúng tôi cũng đã có hướng tới những sản phẩm cao cấp vượt trội hẳn lên và nâng cao cái năng suất, nâng cao cái chất lượng. Dần dà chúng tôi sẽ chuyển hướng sang một vài cái tỉnh lân cận và hướng tới là mình có thể làm khắp ở Việt Nam. Trong bối cảnh ngành sản xuất cửa đang chịu sự cạnh tranh rất lớn, doanh nhân Phí Văn Minh xác định luôn lấy uy tín, chất lượng sản phẩm, dịch vụ làm tiêu chí hàng đầu trong sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nhằm xây dựng công ty cổ phần cửa Đông Á trở thành một trong những thương hiệu sản xuất cửa hàng đầu trên địa bàn tỉnh. Bản tin doanh nghiệp doanh nhân hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.